Hôm nay thu hoạch được hả cha? Hồi sáng cha, sáng cha nhổ được mớ rồi hả? Cha nhổ được hai bà cũ gì. Có cái lỗ bụi chán này kìa. Bữa nay thu hoạch khoai lang. Con củ vàng. Hình như cái dây này cha trồng cũng lâu rồi phải không cha? Năm tháng. Thôi cũng lâu dữ vậy nha. Ổng à. Thôi, cũng hơi chán. Thôi thôi. Đâu, khui hàng coi. Trồng hổm này cũng lâu lắm rồi nè. Ờ, tím, nó tím riệm tìm sim luôn. Không trọng điên. Này chắc nửa ký lô quá. Trọng điên. Rồi lên vào cắt. Đây. Đây là củ khoai khoai lang này của chú anh chị, khoai lang là khoai tím á. Cái này là cha trồng trong cái rổ á, cái rổ mà người ta bán trái cây á cô chú anh chị. Thành ra là đất nó không có nhiều. Ờ, củ này nó bự nè. Ôi. Đây. Được hai củ, vừa nãy cha cũng nhổ được mấy củ hả cha? Chát cái đít vậy. Này nó cũng không tím hơn ha. Ta? Chắc không đến nổi đâu. Đây, củ đây, củ nữa là hai củ nè cả nhà. Còn dây nữa. Khoa này thì mình để nó càng héo mình ăn nó càng ngọt nha. Khoai lang khoai từ với lại khoai lang, khoai nào cũng vậy chứ. Đi hồi vô con thử cho. Cái này nó ăn tới đây nó hết lớn rồi thấy chưa. À, tới đây nó đụng mà nó che nó. Sao nó không đủ đất á? Đụng cái này rồi. Thôi tới vừa này bự dữ rồi mẹ. Vừa bự. Buồn có mấy trái à. Vừa này sáng như mẹ chặt được con thịt rồi phải không? Ừ. Ngọt nè. Ngọt hết sức ngọt luôn vậy đó. Này để dành nấu lẩu luôn là mình thay thế xương. Dao lục quá chặt nó không ngon. Bữa nay bà ngoại chân cơm trễ, tại bữa nay đi chợ trễ của chú anh chị. Sáng lo leo quay công chuyện nhà rồi mới đi chợ nè. Về lê quay cái mình chuẩn bị chút xíu mình làm lẩu á. Tô nước luôn nè. Rồi xin chào quý bà con cô bác. Rồi xin chào quý bà con cô bác luôn. Sáng nay mình đi chợ mình có chuẩn bị được ít đồ nè cô chú anh chị. Trưa nay thì mình sẽ làm lẩu mắm nha. Đây sáng mình mua được 300 gram mắm nè. Đây là mắm linh nè cô chú anh chị. Mình chuẩn bị được ít cá tra nè, rồi tôm, bò viên với lại ít thịt ba rọi. Rau kèm ở đây mình có là đậu rồng nè, bông súng, rồi càng cua với lại bông bí nữa. Hồi sáng mình đi chợ trễ cho nên là rau nó cũng không còn nữa cả nhà. Nên mình có được tô nước dừa nè, rồi cái này là cà tím với lại khổ qua. Nấu lẩu mắm là không thể nào thiếu xả và lại ớt nha cô chú anh chị. Đây mình sẽ ăn kèm với bún nè. Rồi mắm này thì giờ mình sẽ nấu trước nha. Mình nấu mình được mình lấy cái nước nè, rồi mình cho qua cái nồi mắm. Lâu lắm rồi mình không có ăn lẩu mắm của chú anh chị. Giờ mình nhúm lửa lên để mình thử miếng sả ớt nè, cho nó thơm, mà mình cho ba rọi vô mình xào. Mình cho cái nước mắm vô luôn. Ăn lẩu mắm là ăn nhiều loại rau nó ngon, giống như ở miền Tây mình nè. Tới mùa lục bình thì có bông lục bình. Sả nó vàng hơn, bây giờ mình cho thịt ba rọi vô. Nấu này phải có miếng thịt thì nó ra cái nước mỡ nó mới béo. Mắm nhỉ thơm quá chừng thế nè. Mắm người ta có trao đường nè, thành ra cái màu nó đẹp. Còn nhiều loại mắm á mà nấu ra cái nó mới chẹt, cái là người ta không có trao đường. Đó, rồi giờ mình cho nước dừa vô luôn. Mình lượt lại cái cốt mắm hồi nãy nè. Lượt lại cho nó hết cái nước luôn. Giờ mình đem đây chút đường phèn nè, với lại mình dặn thêm chút bột ngọt nữa. Tại vì mắm nó có cái độ mặn rồi, thành ra mình không có nêm thêm muối gì hết. Rồi giờ mình thả cá vô nè, mình thả nó cho nó ra nước ngọt với lại tôm. Rồi cá viên nữa. Nấu lẩu mắm cái một chút vậy nè nó mới ngon. Nấu phải có cá tra vậy nè, nó mới béo. Mấy con tôm lóng nhỏ nhỏ chứ nó không có bự. Nồi lẩu bữa nay chất lượng luôn nè, quá trời topping luôn, với lại nước dừa nó ra cái nước ngọt nữa, rồi rau nữa. Rồi cuối cùng thì giờ mình cho cà tím với lại khổ qua vô hết luôn nè. Sáng mua có một trái cà tím với hai trái khổ qua nhỏ nhỏ à. Nấu với cá thịt cũng được nồi bự chẻn luôn. Rồi giờ mình sang qua cái nồi lẩu nhỏ nè, mình bắp lên bếp ga mình ăn cho nó nóng. Cá này vừa chín tới là mình không dám nấu cho nó chín, tại vì hồi còn bỏ lên bếp ga nữa. Nấu chín quá cái hồi cho bếp ga cái nó đục nó ngon. Rồi múc cá ra mẹ. Nếu múc đó đi con múc đây. Cá mình vớt ra gì cho dễ ăn. Chặt này có tôm nữa ta. Cái này tôm lắm. Đây phụ mẹ ơi phụ. Rồi hai giá luôn.
Con này mình mua hay là chai chài? Tôm này sáng người ta bán 40.000 nửa ký nè. Tôm lóng nhỏ nhỏ 80.000 nửa ký. Tôm thấy nó cũng còn tươi xanh nè. Lâu quá không ăn bố mắm cả nhà. Lẩu mắm nè. Nhà Vi nè, có lẩu mắm chứ lộc. Có tôm mắm. Với có cái gì bò viên cho Vi nữa nè. Lẩu mắm. Quá trời cái xè rau. Con thích ăn cá này, có lại xét nè cả nhà. Dừa lưới. Mít nhà. Mít này cua năm cho nè. Rồi bỏ rau vô nè. Tôm luôn hả cha? Thôi, để ăn luôn. Cha ăn cá viên hả, bò viên không? Ăn này mềm nè. Cái này mềm cho ăn được. Cá còn tự dẻ nha. Cá không tự dẻ phải không? Ừ. Ôi, đàn cua này nó nên trụng. Rồi ăn rau cái gì cha bỏ vô. Càng rau cái gì gấp vô. Tích tích chị mẹ cái hộp cái thêm đó. Rồi mày gấp đi. Nước nước đi. Đây nè cha, ừ dớt ra. Ôi, nguyên cái đầu cá tràn nè. Cho đây bỏ đây. Mẹ ơi, ngoại phải không? Rồi bữa nay mời cả nhà mình ăn lẩu mắm luôn nha. Rồi mời cả nhà ăn lẩu mắm. Mời cha mời ông bà bác ăn lẩu mắm. Rồi mời cả nhà ăn lẩu mắm luôn. Rồi lẩu mắm bữa nay chất lượng nè bà ngoại. Viên được chưa? Vi gấp rau này để mày gấp này cho Vi nè. Này bông bí nè. Này cua, thái chút vô. Để mày nhúng cho nó chín chín chút đi. Vậy con ăn đậu gọng đi ha. Ăn gần cua có canxi. Nè. Ăn thử đi. Cái gì mình phải tập. Ăn thử cộng hết. Cái gì mình phải tập phải không? Rồi. Chứ mình kén ăn mốt giống như chú giàu là xong luôn. Kén ăn quá. Chú giàu kén ăn đó theo giờ bệnh nó tùm lum. Thử cái nước cái gì ăn. Ăn là thế nào cũng thiếu chất à. Ừ. Một cốc luôn mẹ. Quá dừa. Sáng chè bé thì tới dừa chán luôn. Nè con cá còn tự gấp phải không? Ừ, ăn thử hả? Cái vị rau càng cua. Ngon không? Càng biết cua nè. Với lại rau dền này kia là canxi nhiều con lắm. Con sống là nó có hăng, còn này mình nhúng chín rồi. Nhúng ăn rồi luôn. Ừ. Ngon phải không? Nhà cá Bi. Cá đầu nó án quê đi. Đây là cá đây nè. Nè con cá ra nè, ăn cái bụng mỡ không? Ăn bụng mỡ không? Dạ không, bé lắm. Đây mày giải thịt cho con nè. Nguyên thịt bự luôn nè. Đó. Dạ yếu quá. Ăn thịt gà thì ăn gì cũng được coi. Chứ để sâu quá nó không ngon. Mày ăn thử cái bụi không? Không có đắng. Đâu đắng không phải không? Vì mà nãy giờ tưởng bông bí hả nha. Cái mùi về cái mình lặt cái nhĩ trong. Nhưng mà sáng cái chị này chỉ nói là để nguyên cái nhĩ luôn ăn cho nó bùi. Không có đắng. Hình chưa bông bí người ta trồng cho. Thì bởi vậy mình không biết làm sao mà để nguyên hàng gì người ta đâu có lạc đâu. Mình về mình lạc mình banh cái bông su đũa kìa mình mới lạc cái nhị chứ còn mấy cái kia mình đâu cần lạc chứ. Không biết tụi này mày ăn lạc nhị không chứ đâu á. Biết là mắm nó đâu có đắng đâu. Chỉ có bông su đũa mới đắng, còn mấy kia đâu có đắng. Thì mày vớt này ra đi rồi mày lọc cho con để đi. Mày lọc cho trứng đi. Trứng. Ừ, để mày chừa trứng lại. Để cho nó nguội đi rồi mày lọc cho con. Rồi xin chào quý bà con cô bác mình nha. Mấy bữa nay Phú đi Sài Gòn 3 ngày mới về tối luôn. Cho nên ở nhà Thanh Thí không có quay phim luôn cả nhà ơi. Nay mai anh đi là em ở nhà em cứ quay bình thường đi chứ đâu có gì đâu. Đợi anh khi đưa cái Vi đi học rồi sáng chiều rồi công chuyện nhà nó. Đợi anh về là hả là đuối luôn á. Nay mai anh đi nó tùm lum tùm la luôn đâu có đợi được. Công việc mới cả nhà. Nay mai đi hả có thể là đi tùm lum tùm la luôn. Nóng không? Rồi mời cô chú anh chị mình dùng lẩu mắm. Lẩu mắm cùng với gia đình. Đợi mày ăn hết này cho mày lột con tôm cho. Nè bên mình có răng á mình nhai luôn. Khỏi lột. Canxi nhiều. Lúc này làm dính là biến. Thật là biến quá trời ra. Con lúc kia nè. Để cho nó ghiêu ghiêu vậy ăn ngon mà. Đừng cho sôi quá cái hồi đó nó mặn nó ngon. Bỏ vậy thôi mấy cái này nó mềm dễ ăn. Với lại mày biết sao không? Giữa cái nó tiệt trùng. Đây đây.
sợ nhất là mấy cái rau này nhiều khi nó còn vi khuẩn vi trùng này kia đó. Này không nhận nước lẩu này ngon ghê. Đụng vô cho nó cá ăn. Cá đồ nó ra rồi tôm nó ra. Với lại nó có dừa nữa mà. Đủ thứ nước ngọt. Lẩu á, nó có nước dừa. Cái nước nó mới ngon. Nãy tới dừa chán luôn. Ngọt hết. Mà em đi thì em cứ nhà quay lại bình thường chứ có gì đâu. Thì mình ăn sao mình quay vậy. Thì để bà con bác hả, năm nay quên à. Mình Noel rồi kìa, để dễ sợ không. Mai đám cưới nè, không biết làm sao đây không biết. Ngày 31 này đám cưới Linh kế bên nhà nè. Để rồi em hỏi có gì đâu. Giờ mà đám cưới rồi. Nóng mà gì vậy? Mới cho ăn thêm nước không? Mắm vịt có rau vậy, nhiều lắm ngon. Ông nhận tôm này chắc thịt mà. Tôm này tôm không? Tôm tự nhiên rồi. Hồi nhỏ bán có 80 ngàn dễ rồi. Cái gì tự nhiên nó cũng ngon. Ngon hơn là mấy ông nuôi. Sao bằng biết tính tính chút vậy? Nước ngập. Hôm về hả, nước ngập quá trời luôn. Nước đêm hôm đó bằng nước hôm kia. Nước tối hôm kia nó ngập lúc nào? Chỉ luôn. Trời ơi. Ngập quá trời mà. Hôm con về cái đường cũng mà lộ mà ngập luôn. Nó tràn quá luôn. Hôm kia nó không bị giữ. Ngộ lâu lâu có trọt đêm mà chứ. Đêm hôm thì không có nhiều ngộ thì chứ. Cái này mốt mẹ lột vỏ luôn mẹ. Quá nấu rồi mới lột chứ để rồi sắp lột á nó tụi tụi lũi à. Lột luôn cũng được. Lột cái dành ngoài á. Đứt cái đuôi vậy. Gấp, không tự gấp hả? Con này nó hơi bở rồi. Làm sao mấy này có vườn mà? Có. Hình như sáng này đi ngang không thấy ai, anh cho đi luôn rồi. Mình cứu sớm. Đi chăm cứu, với lại hồi nãy chắc đi ra qua hàng. Bà Hào mới về chưa, về mất rồi. Chắc chưa quá. Bây giờ có nhiều khán giả vô hỏi gia đình cô Năm, gia đình người này người kia người nọ. Sáng nay Phúc nói luôn cô bác chị. Nói chung thì ngày xưa á thì khác mà giờ nó khác rồi cô bác chị. Nói chung giờ ai cũng có công việc trơn á. Dạ. Cho nên là không thể nào mà Phú quay giống như ngày xưa được. Dạ. Cho nên là giờ chỉ có gia đình hai bên này kia thôi. Còn giống như gia đình chỗ khác thì nay mai giải như đám tiệc này kia thì mới gặp nhau. Chứ bình thường cũng khó lắm quá vậy. Giờ ai cũng có công việc riêng hết trơn rồi. Dạ. Thằng mắm này mà có cần cô dúng vô ngon ghê. Xèo xèo vậy là ăn được. Nào Vy ăn nhiều là phải là biết ngon không Quyền. Nhân mắm ngon. Trời ơi, làm nữa hả? Hết dễ luôn. Ngon quá hả? Từ Trang à, nó không cho, không cho múc. Từ Trang hả? Ăn cho cái rồi. Qua. Đúng rồi, có hai trái nó chạy ra mất tiêu rồi, ăn chưa gặp miếng hôm qua nè. Nãy em ăn hết hai miếng rồi. Còn miếng này. Nhận nắng nắng thì mới ngon. Bởi nấu đúng mắm là nấu hủ qua mình á, chứ đừng nấu hủ qua Tiền Giang nó không ngon. Mắm là phải có cà tím. Ngon đi. Ăn rút ra. Sáu tôm đúng rồi, phải lột 4 tôm rồi. Nghe nói là lộ mắm đáng đồng tiền bắt gạo. Nước dừa mà phải kiếm nước dừa cứng cải á. Đó, dừa cứng cải đó. Cứng cải nó mới ngon. Mày lấy giờ một chiều một chút nữa mà mượn của sáu. Ăn gì con mít hay là lưới. Lưới không? À. Hôm qua mới đi siêu thị mua cho quý vị được con cá dưa lưới nè.
Còn mít đó cũng Năm cho. Mít này cũng siêu sớm. Mời ăn mà bán dưa lưới. Dưa lưới thì ngọt quá. Ngọt không? Ngọt ăn ngon. Mình làm cho nó hơi chín không giòn không? Vậy được rồi. Giòn quá nó dai. Mềm mềm dễ ăn đó đi. Thơm ngon tới giờ cuối cùng. Lâu lâu đổi món, ăn cơm rồi cũng ngán. Cứng nhận được. Nó mềm mà ăn được mà. Mình nó hơi dính ăn ngoài cũng bắp bắp được chứ còn mút nó còn giòn thì ăn ngoài ăn được. Dưới để thơm, để không tắt lửa. Hồi dớ mới ra ăn cho hết. Để chiều có nó không ngon. Ừ, ngọt dữ à. Ừ. Chín lắm. Ngọt ngay luôn. Thì nó cái dòng hồi dưa mà. Mà dưa này nó ngọt hơn dưa gan nó lạc. Dưa gan lạc. Nó ngọt ngọt hả, chứ nó đâu có ngọt bằng mày dưa lưới. Ngọt ngay luôn vậy ha. Bởi chất lượng kinh tế cao cho nên người ta trồng nhiều. Mà cái này người ta trồng cái kính không ạ? Mà trồng trong nhà lưới á. Rồi bữa nay ăn lẩu mắm ngon quá chừng luôn cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.